Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và các ông bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường, Nguyễn Duy Minh, Trần Đình Chung có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại hội nghị, đa số cử tri bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng trước thành công của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, đồng thời gửi đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tập trung về các giải pháp tăng cường phòng chống COVID-19, chế độ chính sách đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chế tài xử lý các đối tượng không chấp hành quy định về an toàn phòng chống dịch, các vấn đề liên quan đến tạm trú, sửa đổi quy định của chính phủ về chế độ đối với người làm công tác không chuyên trách tại xã phường, tăng cường phòng chống tham nhũng. Trong làng nghề tại phường Hòa Hải, hầu hết các lớp thợ làm thuê chưa được hỗ trợ, người bốc vác ở làng nghề cũng không thuộc đối tượng hỗ trợ, người buôn bán hàng mỹ nghệ, đá nung nước, phục vụ cho du lịch cũng chưa được hỗ trợ. Nên đề nghị chính phủ quan tâm mở rộng thêm cho các đối tượng để mọi người dân lao động được hưởng như nhau. Đề nghị nếu chưa kiểm soát được tình hình lây nhiễm COVID-19, nên tiếp tục cho các em học sinh trực tuyến thêm một thời gian nữa để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Mặc dù học trực tiếp thì hiệu quả chất lượng cao hơn rất nhiều. Tình hình chống tham nhũng hiện nay, lửa thì vẫn cháy, lò thì vẫn nóng. Nhưng mà lửa cháy, lò nóng ở trong cái trạng thái là củi ướt. Cho nên khóa thì nhiều, mà lửa thì ít. Cái sức nóng không đủ nhiệt độ để mà củi cháy hết. Bởi luật phòng chống tham nhũng tiêu cực của ta hiện nay là nó không đủ chế tài mạnh, sức răn đe nghĩa là kém. Tiếp thu và phát biểu giải trình tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định kết quả phòng chống dịch tại thành phố thời gian qua là thắng lợi thể hiện sức mạnh tinh thần trách nhiệm to lớn của người dân thành phố. Đồng thời cho biết thành phố đã có nhiều chính sách an sinh xã hội, nhưng việc triển khai ở một số cấp cơ sở vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, hiện nay thành phố vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, nhất là xét nghiệm, bao phủ vaccine cho toàn bộ người trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn. Chỉ có cái biện pháp xét nghiệm thì chúng ta mới sớm phát hiện ra những cái ca dương tính để có cái biện pháp mà điều trị một cách nó phù hợp. Thứ hai nữa sẽ vẫn phải đẩy mạnh cái công tác tiêm chủng và báo cáo cử tri là chúng thành phố đang phấn đấu từ nay đến hết tháng 11 và chậm nhất là sang đầu tháng 12 là chúng ta phải cố gắng bao phủ được cái mũi 2 cho toàn bộ những người đến tuổi tiêm chủng. Thì đây là một trong những cái quyết tâm và một trong những cái giải pháp, một cách căn cơ. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri thành phố, đồng thời khẳng định về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Đảng ta luôn xem đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của Đảng, nhà nước và chế độ, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Đồng thời cho biết những quy định của Đảng về công tác này từ sau Đại hội 13 đã có nhiều đổi mới theo hướng chặt chẽ, rõ ràng, có tính khả thi, phòng ngừa cao, xác định phòng chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm, không ngưng nghỉ và trên tất cả các lĩnh vực, để cán bộ không dám, không thể, không cần và không muốn tham nhũng. Thực ra phải hướng nhiều vào cái chuyện là thứ nhất là không dám tham nhũng. Mà không dám tham nhũng là phải cái hình phạt trừng trị phải nặng, phải đúng mức thì người ta mới không dám tham nhũng. Không thể tham nhũng là cơ chế chính sách nó phải chặt chẽ, phải công khai, minh bạch. Sự giám sát của người dân là phải được tăng cường và hiệu quả. Để mỗi một cán bộ nói rằng đó là làm cái việc gì thì người dân cũng biết. Còn có một mức độ cao hơn đó là không cần, không muốn thì tôi thấy rằng cái đó nó cũng cần phải có thời gian. Có đồng chí bảo là tăng lương để cho cán bộ không cần tham nhũng thì thực sự ra nó cũng không hẳn như vậy. Những nước rất giàu có, thu nhập rất cao vẫn tham nhũng. Trong thực tế của chúng ta khi xử lý cán bộ và giải quyết những vụ án liên quan tới tham nhũng thì những cán bộ tham nhũng không phải là cán bộ tham nhũng do nghèo khó. Thậm chí những cán bộ đó có điều kiện sống
tốt hơn nhiều cán bộ khác, nhưng mà vẫn tham nhũng. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, đối với những vấn đề thành phố Đà Nẵng hiện nay đang kiến nghị đề xuất, nhất là trong việc thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, cũng như tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển, đây đều là những vấn đề lớn phức tạp và không phải chỉ của riêng địa phương này. Chính vì vậy, Trung ương và thành phố đang tích cực phối hợp để xem xét tháo gỡ, hướng đến mục tiêu không chỉ giải quyết cho Đà Nẵng mà còn cho các tỉnh thành phố khác trên cả nước.